9 địa phương bị kiểm tra đầu tiên, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế. Cụ thể, qua thanh tra, các đoàn đã phát hiện, tước và đình chỉ sử dụng giấy phép 23 đơn vị, thu hồi giấy phép kinh doanh của 11 đơn vị, thu hồi 201 phù hiệu và sổ nhật trình. Qua đó còn cho thấy phần lớn các doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác theo dõi an toàn, đa số hợp tác xã vận tải không có bộ phận theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định. Kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều đơn vị có phương tiện chạy vượt tốc độ nhiều lần. Chỉ riêng từ mùng 1 đến 15 tháng 7, tỷ lệ xe vượt quá tốc độ chiếm đến 80-90%. Nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác quản lý, cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng container như Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ có 6,2% số container được cấp phép hoạt động và 12% số container được cấp phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, từ nay đến 15 tháng 9 năm 2013, đoàn thanh tra của 7 Thứ trưởng Giao thông Vận tải tiếp tục kiểm tra tại 12 địa phương xảy ra tai nạn giao thông cao còn lại.